Xin kính chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyên Radio làm một cái clip để giới thiệu về một combo loa nằm và một đôi bass 20. Trong cái mùa dịch như này, các bác ở nhà có nhu cầu nghe nhạc thì hãy liên hệ ngay cho em Tùng để em ship hàng cho tất cả các bác toàn miền tổ quốc Bắc, Trung, Nam. Em ship qua đường bưu điện, các bác nhận hàng, kiểm tra rồi thanh toán tiền với nhân viên giao hàng. Và đầu video thì các bác có thể like ủng hộ kênh của Tùng Nguyên Audio. Và Tùng Nguyên chúc tất cả các bác mạnh khỏe và để chơi audio. Và hôm nay Tùng Nguyên xin giới thiệu cho tất cả các bác một combo loa nằm cực khủng và một con bass 20. Một con bass 20 này thôi nhưng khi gửi hàng cho tất cả các bác thì phải gửi theo đôi. Đấy. Đây là mẫu thì em để một cái thôi cho nó tiện. Model con này là 8AZ630 bass 20BM. Tùng Nguyên vẫn gửi hàng con bass này cho một bác khách ở tỉnh Bắc Ninh. Bắc Ninh những đơn hàng nào mà ở trong vùng mà không bị cách ly, các bác có thể liên hệ cho em để vẫn đặt hàng được. Bass 20BM từ 140 và côn 51 xương nhôm đúc. Đây là một dòng bass 20 cho chất âm ca cực sáng, gân vải tẩm dầu 2 gân. Bass 20 như nằm no chung, nằm no bass, lời cực tốt luôn, hát hay lắm. Nếu như ai muốn chơi về thiết vì vừa hát vừa nghe nhạc mà đánh tiếng trống nó mềm, cứ phải nện các cái thằng gân mút này thì mới có tiếng trống mềm nha các bác nhé. Đấy, nhưng mà lời thì phải chơi con này, nhưng mà con này thì hơi cứng, chỉ tiếng trống, nhưng mà lời của nó ca nó rất là tốt luôn. Con này là bass 25. Bass 25 gân mút từ 107 và côn 63, rất là rõ ràng. Xương của nó là xương sắt. Từ 107 côn 63. Cặp bass này nếu mà trong tất cả các phân khúc thì nó là củ từ rất là khủng. Còn bình thường chỉ từ 126 cho đến 140 thôi. Còn con này là 170 côn to, đánh âm ly, đánh đẩy ok, rất là khỏe và tiếng trống rất tốt. Và cái lón này là lón nhẵn này, lô này thì là lón nhẵn này. Nhà em đang có hai dòng này, được trước thì toàn là lón sần, bây giờ thì làm lón nhẵn. Cái lón nhẵn nó sần nó như nhau thôi các bác khách hàng nhá. Và phân tần của nó là phân tần có mã là KTV211. Tất cả các cái dòng loa trên thị trường mà nó nằm ấy không bao giờ có một bộ phân tần đẹp như thế này và cho chất âm hay như thế này luôn. Vì loa nằm nó một thuộc vào một loại phân khúc giá rẻ, thế nên là thị trường, kể cả thị trường Việt Nam, nó lắp các cái loại thị trường mà nó hàng chợ rất là nhiều thì hầu như bên trong là không có phân tần. Nếu như các bác cảm thấy không được hay, các bác có thể thay bộ phân tần có mã là KTV211 này, lắp 1000, 2000, lắp 455 được. Một bát 2 tép nhưng mình có thể hàn ra thành một bát 4 tép. T1, T2 là tép, VGF là bát, in là đường vào. Còn nó đã là một đôi phân tần xịn rồi thì các bác không cần phải chơi cái loại tép gì mà cao sang hay là đẳng cấp gì cả. Chỉ cần chơi các loại tép giấy thôi. Trải qua bộ phân tần này thì tép giấy sẽ ra tiếng rất hay và lẩy tép. Có những cái loại mà tép của tép xịn mà loại phân tần không được hay thì nó cũng không cho ra được tép tiếng nó nhuyễn và nó lẩy được. Đây là một đôi tép giấy loại thường. Tép giấy loại thường. À, tại sao em ghép cả một combo này, hầu như là bác ý chỉ có một cái thùng thôi và một cái thùng rất là đẹp, thế nên là bác ý lấy một combo loa nằm này thì mình chỉ cần bát xịn, phân tần xịn, tép thường thôi. Nếu mà ghép tép BW China vào thì một đôi loa nó giá thành nó rất là cao, thì thà mua một đôi loa mới. Thế là khi mà Tùng Nguyên ghép loa cho tất cả các bác thì cũng phải tính toán làm sao cho anh, cho tất cả các bác khách hàng là ngon, bổ, rẻ. Đấy, cái combo loa nằm ở đây là 1,7 triệu một bộ combo này, sẽ được bao ship là một đôi bass, hai một đôi phân tần và hai đôi tép giấy. Anh gồm có một loa nó như thế, 850 thì mới là 4 tép. Còn đây là bass 20 này. Bass 20 này là 1,05 triệu một đôi bao ship này. Và hôm nay thì Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác có nhu cầu đến sản phẩm hãy liên hệ cho em Tùng Nguyễn Audio nha.